mình là Bánh Bèo đây. Đầu video mà mình đã xông mặt mọc ra như này, hy vọng các bạn không quá hốt hoảng mà bỏ chạy. Thay vì đó thì hãy bấm like và subscribe channel của mình để chúng ta cùng trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Thì tại sao hôm nay mình lại có ý tưởng về cái chủ đề như này? Bởi vì mình nghĩ rằng là các bạn có thể đã quá quen thuộc với những cái hình ảnh lung linh xinh đẹp của các beauty blogger rồi, nhưng mà các bạn chắc là chưa hình dung được cái việc đằng sau ống kính mà họ phải chuẩn bị sửa soạn ra sao để có được những cái hình ảnh đẹp trên các phương tiện truyền thông đó. Thì mình đang chuẩn bị quay một cái video, thì mình nghĩ rằng là tại sao mình không quay luôn cả cái quá trình mà mình sửa soạn cho nó, thì có thể là sẽ giúp các bạn hiểu thêm về công việc phía sau kính của một beauty blogger. Thế cho nên là bây giờ hãy cùng mình sửa soạn nhé. Đây là mặt mộc của mình sau khi dưỡng da. Hàng ngày thì mình sẽ bôi kem chống nắng và trang điểm để đi làm hoặc là đi ra ngoài, nhưng mà hôm nay mình chỉ quay video ở trong phòng thôi, cho nên là thay vì kem chống nắng thì mình sẽ dùng một loại kem có khả năng nâng tông da, thì sẽ giúp đều màu da và làm da trắng sáng hơn để chuẩn bị cho quá trình make up. Thì hôm nay loại kem đấy mà mình sử dụng ở đây là Biorace Intensive Touch Up Cream. Thì cái thương hiệu Biorace này cũng tương đối mới và gần như là nó chỉ được phân phối cho các viện thẩm mỹ và các spa ở bên Hàn thôi. Thì là bởi vì là nó có chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm và tốt cho da, sẽ rất là hợp với bạn nào mà vừa mới trị liệu da xong ấy, mà cảm thấy là không muốn make up nhiều nặng mặt, mà trong cái phần kem dưỡng này nó vừa dưỡng da, nó lại vừa giúp da đều màu và che bớt đi những cái khuyết điểm. Thì mình nghĩ rằng là cái loại kem này nó sẽ phù hợp với mình trong buổi quay video ngày hôm nay. Các bạn sẽ chấm kem thành từng điểm nhỏ ở trên da và không quên bôi cả vào phần cổ nữa nhé, để mà tránh cái việc chênh lệch giữa màu da cổ và màu da mặt. Đó, sau đó thì chúng ta xoa đều như này. Cái kem này có kết cấu rất rất nhẹ luôn, gần như nó tan ngay ở trên da mà không để lại cái cảm giác bí bách khó chịu đấy, mà tan như là nước ấy. Đó là mình cảm thấy rất là dễ chịu. Bởi vì mình thường là rất sợ khi mà mình phải đắp quá nhiều loại sản phẩm lên da khi mà make up á, thì lúc đấy da của mình nó sẽ phản ứng bằng cách là lỗ chân lông nó sẽ không tiếp nhận cái sản phẩm make up đấy, mà nó sẽ đẩy lên và khiến cho kiểu bề mặt da nó cứ sần sần lên ấy. Ta-da! Mình đã bôi kem xong rồi, các bạn thấy kiểu da mặt sáng sủa hơn hẳn ấy, nó sẽ có hiệu ứng tương đối giống như là khi mà bạn sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên em này thì nhẹ, vô cùng nhẹ và thấm rất nhanh, bây giờ bề mặt ráo và mịn, rất là thoải mái. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến kem nền. Đây là chai kem nền mới nhất của mình, của thương hiệu Givenchy, nó có tên là Matissime Velvet. Thì em này trước đây mình đã test thử của bạn mình một lần rồi, khá là thích, cho nên là mình đã mua theo để xem hôm nay nó lên da mình như nào nhé. Kem nền khá là lỏng, dạng hơi gel gel một tí, và các bạn thấy đấy, nó đang chảy xuống ở trên da mình. Màu này của mình chọn là màu số 2 Marcel. Thì da mình thuộc tông lạnh và cũng khá sáng, cho nên mình đánh nền thường chọn những cái màu sáng cỡ tầm màu cel hoặc là màu. Wow, kem nền này siêu siêu mỏng luôn á, và nó gần như là ăn luôn vào da, không có dấu hiệu gì là bạn đang apply kem nền lên da luôn. Thông thường khi mà đánh nền thì mình thường hay dùng cái bông beauty blender được làm ẩm này, bởi vì như thế thì nó sẽ một cách gián tiếp nào đó nó làm mềm cái phần kem nền ra và cung cấp thêm độ ẩm. Khi mà bạn apply kem nền nên tránh cái hiện tượng là kem nền nó cứ trượt đi trên da, hoặc là nó làm cho da bị khô, bị sần, bị bong vẩy. Như lúc nãy thì các bạn cũng thấy là mình chỉ sử dụng một pump mà gần như là da mặt của mình đã được apply đủ kem nền. Như thế thì mình thấy cái kem nền này tuy lỏng cũng không tốn lắm, và nó che phủ ở một dạng trung bình khá, cũng không được là che phủ tốt lắm, bởi vì như mình thấy thì cái phần quầng thâm với phần vết thâm của mình thì nó vẫn còn tương đối rõ. Thì một lát nữa mình sẽ sử dụng thêm che khuyết điểm để che vào những cái phần đấy. Còn thừa một chút kem nền thì mình sẽ apply xuống cổ. Các bạn nhớ tán kỹ phần kem nền ở trên mí mắt, bởi vì nó sẽ rất dễ đọng vào cái phần nếp gấp của mí mắt, ở phần khóe mũi, đầu mũi, những cái phần lỗ chân lông to ở má bên trong cũng rất là dễ bị lộ nền. Đây ạ. Đây là da mình sau khi đã apply kem nền xong ạ. Tiếp theo là đến bước che khuyết điểm. Thì cây che khuyết điểm mà mình thường sử dụng nhất là Cure Cover Aerific Concealer của Clio.
thì em này có một đặc điểm là nó siêu nhẹ mặt vợ, không để lại vết khô hay là nếp nhăn. Tuy nhiên là em này thì độ trang phủ của nó cũng không thể cao như là các cái kem nền đặc hơn và kết cấu nó chặt chẽ hơn được. Tuy nhiên là đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày thì mình thấy em này khá là vừa vặn rồi. Còn đối với những cái vết thâm mà cứng đầu hơn, ví dụ như vết thâm mụn ở đây này đó, thì mình sẽ phải sử dụng đến em Gucci này. Cũng dòng Clear Cover của Clio, nhưng mà đây là Proactive Pencil Brighter. Mình đã xong bước đánh nền và bây giờ sẽ đến phần upline má luôn, bởi vì mình muốn trông cho mặt mình nó có sức sống một chút ngay cả khi mà mình chưa có trang điểm mắt mũi gì. Thì sản phẩm hôm nay mình dùng là em này. Đây là phần má của hiệu Ipecano, là một thương hiệu Hàn Quốc. Ok, bây giờ sẽ đi vào chi tiết. Mình sẽ bắt đầu phần kẻ lông mày bằng bút kẻ Innisfree Auto Eyebrow Pencil. Bật mí một chút cho các bạn là lát nữa mình sẽ quay một video chê các sản phẩm. Cho nên là concept hôm nay mình muốn make up kiểu nghiêm khắc, dữ dằn, ác một chút đó. Cho nên là lông mày mình sẽ vẽ bản nhỏ hơn và thì nó sẽ kẻ mắt sắc và đậm hơn một chút, có vẻ nguy hiểm tí. Lòng cá nhân mình không bao giờ muốn trang điểm quá dày và đậm ấy. Tuy nhiên là khi mà lên video thì cái ánh sáng rồi thì cái hình ảnh ở trên video nó làm cho các nét của bạn nhạt đi rất nhiều. Cho nên là đấy là lý do vì sao các bạn khi mà nhìn trên video thì trông diễn viên hoặc là trông beauty blogger rất là tự nhiên, nhưng ở ngoài thì các bạn phải make up đậm hơn, trang điểm hàng ngày rất nhiều. Một phần là do mình lười, một phần là do có thể mình không quen trang điểm nhiều cho nên cảm thấy các cái bước nó hơi bị lích kích ấy. Cho nên là hàng ngày mình trang điểm rất cơ bản, còn trên video thì mình quá lười nên không thể quay video make up được. Ok, tiếp tục. Khả năng tập trung cũng là một vấn đề, mình không thể nào mà vừa make up vừa nói được. Thế cho nên là các bạn sẽ bị ngắt quãng một chút xíu trong cái video này khi mà mình cứ vừa mới kẻ được vài đường và mình lại quay ra buồn với các bạn. Đó. Các bạn đã có thấy mình có một đôi lông mày đã đủ ác chưa? Ok, đan đan. Để tạo góc cạnh hơn cho gương mặt thì mình sẽ vuốt cái phần đầu lông mày này xuống để tạo khối cho gương mặt. Nếu muốn phần lông mày sắc nét hơn nữa thì bạn có thể sử dụng chính cái chì concealer lúc nãy để viền một đường nhẹ xung quanh lông mày để cho lông mày đạt được một cái góc khối nó rõ ràng hơn. Mình nghĩ cái này đối với trang điểm hàng ngày thì không có cần thiết đâu, nhưng mà khi lên hình thì các bạn cần một độ sắc nét nhất định ấy. Ok, bây giờ tiếp đến là trang điểm mắt. Thì hôm nay mình sẽ khai trương bảng màu mắt long lanh, lóng lánh kim sa hồ xoàn này. Đây là bảng màu Too Faced Chocolate Gold. Bảng này mình đã âu yếm ấp ủ rất lâu rồi, hôm nay mới dám đem ra để sử dụng cho các bạn xem. Đây là các bảng màu mắt rất chi là lòe lòe của em nó. Tuy nhiên hôm nay thì mình trang điểm theo kiểu nghiêm túc, dữ dằn, nên mình chỉ sử dụng các cái màu trầm và màu matte ở đây thôi, không có nhũ nhiều. Đầu tiên thì mình sẽ mở dùng màu sáng nhất là màu Shobuji này để tán lên toàn bộ màu mắt. Bảng màu mắt này có mùi chocolate rất là thơm luôn. Tiếp theo mình sẽ dùng màu Chocoa Truffle này để nhấn thêm vào phần đuôi mắt. Sử dụng một chiếc cọ blend nhỏ hơn. Ở phần dưới đuôi mắt thì hơi ngoại lệ một chút, mình có thể dùng màu Cocoa Truffle này, mix một chút để màu nâu thẫm hơn và có nhũ ở đây. Đây là màu Love and Cocoa. Đó, tập để phải viên ở phần mi dưới của mắt. Thông thường thì các bạn sẽ hay thấy là mọi người
viền từ màu nhạt đến màu đậm ở cái phần dưới mắt này. Tuy nhiên là mình sẽ làm ngược lại, đó là mình làm màu đậm trước ở cái phần góc mắt này, góc mắt trong, để kiểm soát được cái chiều sâu của mắt ấy. Đó, các bạn có thấy là bên này mắt sâu hơn bên này không? Nhìn mắt mình nó đã có độ to và rõ hơn rất nhiều. Tuy nhiên là để làm mềm cái nếp mắt này ra thì mình sẽ sử dụng một màu nhạt hơn để phủ lên trên, khiến cho nó trông dịu dàng hơn. Màu mà mình dùng đó sẽ là màu hai màu này mix với nhau để phủ lên trên. Và mình sẽ đánh lan cả ra phần này nữa để tạo một cái độ nhòe nhất định. Vì hôm nay là trang điểm theo style nghiêm túc cho nên là mình sẽ không sử dụng nhũ bạc ở đầu mắt, mà mình sẽ đánh hơi màu hơi sáng hơn một chút thôi. Đây là màu Rolling In Dew, Rolling In Dew, phủ vào phần viền trong của mắt này giúp nó sáng hơn một chút xíu thôi. Ok, như vậy là quá trình trang điểm mắt rất là đơn giản đã xong. Bây giờ mình sẽ kẹp mi, kẹp mi, kẻ liner và trải mascara. Thì liner hôm nay là mình dùng là Kim Black Waterproof Brush Liner. Rất lâu rồi mình không kẻ mắt nước các bạn ạ. Cảm giác thật là ngượng nghịu. Mình sẽ bắt đầu ở những đường sát chân mi trước để tránh cái tình trạng là nó bị chạch hoặc là nó bị lem quá nhiều. Và các bạn có thể thấy là mình có thể vuốt được cái đuôi rất là sắc luôn. Đuôi mắt này đã đủ ác chưa? Các bạn có thể thấy khi mà mình thao tác ấy, mực ở da rất đều và mướt ngay cả khi mình dốc đứng cái cây này lên. Ví dụ bình thường màu nước hoặc màu dã ấy, bạn phải dốc chút cái mũi này xuống thì mà mực nó mới xuống. Nhưng đây ngay cả khi mình dốc đứng nó lên từ nãy giờ thì mực nó vẫn ra rất đều và mượt. Nói chung là thương hiệu Clio là một thương hiệu mỹ phẩm mình đánh giá rất cao của Hàn Quốc. Tuy nhiên ở Việt Nam thì nó lại không được nhiều bạn chú ý đến lắm. Đây là một phần bởi vì giá cả nó không quá rẻ đúng không? Bây giờ mình sẽ chốt mascara. Mình mới sắm được một cây mascara mới. Đây là mascara của Koji. Cái đặc điểm khác với các loại mascara khác trên thị trường là cái phần vòm này của nó. Nó nông hơn những cái phần vòm bình thường, cho nên là khi mà vào mắt châu Á nó không quá sâu ấy thì nó rất là vừa vặn. Nó sẽ không bao giờ có cái tình trạng là bạn kẹp vào đuôi mắt hay kẹp vào đầu mắt gây đau cả. Đây là lý do mình rất là thích em kẹp mắt này. Để kẹp mắt được thuận tiện ấy thì bạn hãy hơi ngửa cằm lên một chút. Ngửa cằm lên và nhìn xuống bên dưới nhé. Nhẹ nhàng đặt cái phần mi xuống ra cho nó chạm sát vào góc mi mà không bị kẹp vào thịt quá nhiều. Hơi đưa cái phần cổ tay của bạn lên một chút. Đây, các bạn có thể nhìn thấy kẹp mi và chưa kẹp mi nó khác nhau như thế nào đúng không? Kẹp bạn sẽ nhấn vài lần này. Đó. Hơi nghiêng về phía bên này để tạo cái độ mở của lông mi cho nó đều về các phía bên này. Ok, ngay sau khi kẹp xong mi bên nào thì mình sẽ sử dụng ngay mascara cho mi bên đó, chứ không có chờ đợi để kẹp xong cả hai bên ấy thì có thể mi của bạn đã duỗi ra rồi. Loại mascara hôm nay mình sử dụng là em Innisfree Waterproof Microcara. Em này có cái đầu chải siêu nhỏ nên nó rất hợp với bạn nào mi mảnh và thưa như mình ấy, bởi vì những cái đầu chải mà nó to quá nó sẽ không thể nào mà đi được vào từng cọng mi, bởi vì làm gì có mi đâu mà đi vào, khổ lắm. Bình thường thì các bạn đi làm hoặc là đi học ấy, hoặc là đi chơi ấy, thì màu son này đã tương đối ổn rồi. Tuy nhiên hôm nay mình lên video lại là concept khác, cho nên là mình sẽ sử dụng một màu son đỏ hơn, thẫm hơn và nó kinh liệt hơn. Màu này mình dùng là màu Cruella. Đây là son Gucci của NARS. Mình sẽ đánh phần lòng môi cho nó có chiều sâu, sống hơn một chút. Như này đã đủ ác các bạn. Thông thường thì mình hay tắm gội một chút trước khi làm việc hoặc là trước khi bắt đầu một ngày mới ấy, để cho khi mà cơ thể đầu óc của mình nó được sảng khoái, được sạch sẽ thì mình sẽ suy nghĩ được tốt hơn, làm việc nó hiệu quả hơn.
Như mình đã chia sẻ từ đầu video ấy, thì hôm nay mình sẽ quay một video chê các sản phẩm. Và với cái concept trang điểm app này thì mình sẽ ăn mặc kiểu giả dặn, nghiêm túc một chút. Đấy, cho nên là hôm nay mình sẽ mặc một chiếc áo hai dây lụa bên trong, với lại mặc một chiếc blazer màu hồng bên ngoài. Thì riêng cái kiểu dáng, cái kiểu áo blazer này thì nó đã tạo cho mình một cái vẻ ngoài nó chỉn chu và nó hơi chững chạc một tí ấy. Và cái phần áo bên trong này thì nó sẽ tương phản màu với cái áo khoác ở ngoài, thì nó sẽ trông nó sẽ cân đối hơn về mặt màu sắc. Thì để mình thay đồ xong rồi sẽ cho các bạn xem là trông nó như nào nhé. Ok, như thế là tớ vừa mới mặc xong cái bộ đồ này. Thì chiếc áo hai dây ở trong cổ nó hơi thấp hơn so với mình nghĩ là mình sẽ đeo một cái vòng cổ gì đấy. Tuy nhiên tớ không thực sự thích đeo vòng cổ hôm nay lắm, cho nên là thôi kệ. Nếu các bạn thấy nó có hơi chống chạy thì mình sẽ kéo áo lại như này. Đây là chiếc blazer của Zara nhá. Tuy nhiên có một sự thật hơi phức sàng, đó là ở trên rất nghiêm túc nhưng mà ở bên dưới giống hệt các cô quay thời sự đúng không ạ? Kiểu mà áo dài nửa trên ở trên mà thì mình cũng chỉ quay có nửa người phía trên thôi mà. Và vì mình không đeo vòng cổ cho nên mình sẽ đeo một chú khuyên tai thật kịch liệt, lắm lanh lóng lánh và to bản nữa. Ok, done. Hey.